Tối 23 tháng 12, tập 9 của Chị Đẹp Đạp Gió rẽ sóng lên sóng, mang đến 4 tiết mục biểu diễn mãn nhãn cho khán giả. Trong đó, tiết mục mashup Ước Gì và Mưa Phi Trường của Trang Pháp, Emily, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Huyền Baby đã chứng tỏ được chiến thắng đầy thuyết phục. Cũng như những lần trước, Trang Pháp tiếp tục đưa ra nhiều ý tưởng hỗ trợ sản xuất âm nhạc cho phần trình diễn chung của đội. Trong đó, phần lời mới và đoạn rap bằng tiếng Anh trong công diễn 3 do Trang Pháp viết. Khán giả khen ngợi cô bởi sự chuyên nghiệp, luôn kiểm soát tốt năng lượng, không để ảnh hưởng đến không khí chung dù đang mệt mỏi. Nữ ca sĩ dù còn bị bệnh nhưng cố gắng thể hiện rất tốt phần thi. Trang Pháp thể hiện kỹ năng vocal nhiều hơn sau hai công diễn chuyên trị rap và vũ đạo phức tạp. Mở màn trình diễn lần này, cả năm chị đẹp đều khoe giọng hát solo bài Ước Gì, sau đó lại tiếp tục catwalk trên nền nhạc. Để có được kết quả chiến thắng vang dội công ba, bên cạnh tinh thần làm việc nghiêm túc thì Trang Pháp và đồng đội dành rất nhiều thời gian tập luyện. Trang Pháp dành nhiều lời khen cho đội trưởng Emily. Theo luật chơi của ban tổ chức, tổng điểm cho các đội sẽ bằng điểm trình diễn nhóm cộng với điểm trình diễn cá nhân, mỗi đội sẽ cử ra một chị đẹp thi nhảy. Sau 4 phần trình diễn nhóm và 1 phần thi nhảy cá nhân, kết quả chiến thắng thuộc về đội Trang Pháp khi nhận 8 điểm quy đổi, xếp hạng nhất và bảo toàn tất cả thành viên. 3 đội còn lại rơi vào vòng nguy hiểm, đồng thời phải chấp nhận chuyện bị loại bớt thành viên.